Vũ xin được chào đón tất cả quý vị khách quý đang đến với sự kiện trực tuyến Vinhomes Grand Park, cơ hội đầu tư mùa dịch trong buổi sáng ngày hôm nay. Và Vĩnh Phúc rất hy vọng rằng trong buổi sáng ngày hôm nay thì tất cả quý vị đều sẽ an toàn. Chúng ta cùng với người thân có thể thưởng thức một buổi sáng ấm áp. Quý vị có thể nhấm nháp một ly cà phê thật ngon tại nhà. Mà quan trọng nhất, chúng ta vẫn có thể có một cơ hội để tìm ra được cơ hội đầu tư tốt nhất trong thời điểm hiện tại. Kính thưa tất cả quý vị khách quý, có thể nói là chương trình ngày hôm nay chúng ta xin được bắt đầu với một nhận định đến từ CBA Việt Nam. Đó là thậm chí ngay cả trong đại dịch Covid-19 thì nền kinh tế của chúng ta dù khó khăn, thu nhập có giảm sút. Tuy nhiên, điều quan trọng là giá nhà tại thành phố Hồ Chí Minh đã vẫn tăng. Cụ thể, con số đó chính là tăng 16% về giá trị. Và hơn thế nữa, đó là một số những biến động rất rõ nét của thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh. Và có thể nói là riêng khu Đông đã chiếm đến là 48% về nguồn cung bất động sản dành cho cả thị trường. Và rõ ràng là trong những khó khăn hiện tại thì chúng ta sẽ có những cơ hội dành cho tương lai. Và những cơ hội này sẽ dành cho các nhà đầu tư mong muốn tìm kiếm một kênh đầu tư an toàn, bền vững và cả sinh lời trong và sau đại dịch. Thưa quý vị, cụ thể chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị đó là dự án The Origami, cảm hứng Nhật Bản giữa lòng đại đô thị Vinhomes Grand Park. Kính thưa tất cả quý vị khách quý, để có thể mang đến dành cho tất cả quý vị khách quý đang theo dõi sự kiện trực tuyến Vinhomes Grand Park, cơ hội đầu tư mùa dịch, những thông tin nóng nhất về dự án The Origami, Vĩnh Phú xin được giới thiệu đến những đại diện doanh nghiệp, những chuyên gia và cả một vị sát đầu ngành, nhà đầu tư sành sỏi và thông thái nhất sẽ góp mặt và chia sẻ với tất cả quý vị khách quý. Xin được giới thiệu đó là ông Shinichiro Matsumoto, là chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển đô thị MC Việt Nam, một thành viên của tập đoàn Mitsubishi Nhật Bản. Xin tiếp tục giới thiệu sát Phạm Thanh Hưng, phó chủ tịch hội đồng quản trị Senland, đối tác chiến lược của Vinhomes Grand Park trong phân phối sản phẩm. Xin giới thiệu bà Lưu Mỹ Ngọc, là phó tổng giám đốc công ty cổ phần thương mại dịch vụ bất động sản Queen Hill, là một trong 62 đại lý phân phối chính thức của Vinhomes Grand Park. Chúng ta sẽ vô cùng nóng lòng để có thể kết nối và đến với những chia sẻ đặc biệt của các vị khách mời ngày hôm nay, đúng không ạ? Thưa quý vị, trong sự kiện ngày hôm nay, chúng tôi còn có những điều đặc biệt hơn nữa. Đó chính là những thẻ quà tặng vô cùng hấp dẫn đến từ VinID, VinID Gift Card trị giá là 2 triệu đồng dành cho 10 quý vị khán giả, quý vị khách hàng đang theo dõi livestream cùng tham gia vào chương trình của chúng tôi với một mini game. Hãy liên tục giữ tháp livestream và theo dõi sự kiện quý vị nhé. Còn bây giờ thì sẽ là lúc mà Vĩnh Phúc xin mời tất cả quý vị để cùng hiểu hơn về những nhận định mà chúng tôi đã mang đến vào đầu chương trình. Mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với lại sát Phạm Thanh Hưng, là phó chủ tịch hội đồng quản trị của Senland, đối tác chiến lược của Vinhomes Grand Park trong phân phối sản phẩm. Xin nhờ phần kỹ thuật kết nối với lại sát Hưng ạ. Xin chào anh Hưng ạ. Anh Hưng ơi, anh khỏe không? Dạ. Rất cảm ơn. Tình hình dịch ra nhưng mà vẫn sức khỏe vẫn rất là dồi dào. Dạ vâng ạ, ở đây rất đông tất cả quý vị khách quý, nhà đầu tư đang ở đây để cùng chia sẻ đến những lời chúc mừng dành cho nhau, đó là chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua được khoảng thời gian này và tìm kiếm một cơ hội đầu tư trong tương lai. Dạ. Dạ vâng ạ, anh Hưng ạ, lúc đầu á thì khi mà theo dõi một báo cáo của CBRE về tình hình thị trường bất động sản nói chung á, thì một cái điểm thú vị đó là chương trình nhận thấy đó là cái giá trị của bất động sản lại gia tăng là 16%. Thì mặc dù trong năm nay là một năm mà rất là khó khăn về kinh tế, thì không biết là điều này có phải là một nghịch lý hay không ạ? Hay là một điều nó đặc biệt diễn ra trong năm nay thôi ạ? Em xin nhờ anh sẽ chia sẻ thêm về những nhận định về cả thị trường bất động sản, về cả nền kinh tế cũng như đó là nền kinh tế vĩ mô dưới tác động của đại dịch trong thời gian này. Vâng, xin cảm ơn bạn là Vĩnh Phú. Xin chào toàn thể các quý vị khán giả đang xem cái chương trình này. Thật sự là cái con số thống kê của CBA không quá ngạc nhiên, và nói một cách khác tức là cái con số này đã được dự báo trước khi mà những cái tình hình kinh tế nó gặp phải những cái khủng hoảng do bất kỳ một yếu tố nào, trong đó có cái việc khủng hoảng một cách trái quy luật, đó là cái việc xuất hiện của dịch bệnh. Còn cái quy luật của nền kinh tế thì bao giờ cũng sẽ là có lên rồi nó cũng phải có xuống. Khi nó xảy ra những khủng hoảng thì thường là những cái biến cố nền kinh tế nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến các cái vấn đề về kinh tế vĩ mô. Ví dụ như là có những khủng hoảng ảnh hưởng đến nền kinh tế như năm 2020 vừa rồi thì hầu hết toàn bộ kinh tế thế giới đều tăng trưởng âm hoặc là không tăng trưởng. Duy nhất thì có một số ít các nền kinh tế, trong đó có Việt Nam chúng ta, vẫn giữ được cái tỷ lệ tăng trưởng dương mặc dù là rất thấp. Khi có cái khủng hoảng như thế thì một cái điều xảy ra đó là các nền kinh tế lớn
và hầu hết tất cả các quốc gia đều có cái xu hướng là sẽ tìm cách cứu nền kinh tế bằng cách là cung thêm tiền ra ngoài thị trường thông qua các gói cứu trợ khổng lồ. Và đấy là một trong những nguyên nhân có thể dẫn đến cái việc mà mất giá đồng tiền. Và chúng ta chưa dám nghĩ đến một cái kịch bản xấu hơn, đó là lạm phát. Nhưng mà cái việc mà mất giá đồng tiền do cái việc nguồn cung đồng tiền ra quá lớn để cứu trợ nền kinh tế thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc là giá trị đồng tiền. Và vì vậy thì người dân sẽ có xu hướng là mang cái đồng tiền đó cất trữ ở một nơi nào đó an toàn hơn. Và cái nơi mà người dân Việt Nam chúng ta nói riêng, và dân, thực ra không phải chỉ riêng Việt Nam đâu mà tôi nghĩ là rất nhiều nước trên thế giới, trong đó có cả các nước Âu, Mỹ, thì bất động sản trong năm vừa qua cũng tăng. Thì đó là cái kênh, đó là kênh đầu tư bất động sản. Và tất nhiên có những kênh khác mà người châu Á chúng ta cũng thích, là ví dụ như vàng. Thế nhưng mà gần đây thì vàng có vẻ như đã không phải là kênh được ưu ái lắm, mà bất động sản thường là cứ mỗi một đợt mà khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng tài chính thì thông thường là cái việc mà đầu tư vào bất động sản nó cũng sẽ làm tăng lên. Tuy nhiên là không phải tất cả các loại bất động sản đều tăng. Ví dụ như chúng ta nhìn thấy là có những cái loại hình bất động sản thì nó có rất nhiều loại, như là bất động sản về nhà ở, bất động sản trong cái phân khúc về nhà ở thì cũng có loại về cao cấp và bình dân, rồi là bất động sản về công nghiệp, bất động sản về thương mại, dịch vụ, bất động sản về du lịch, vân vân. Nhưng mà ở một cái phân khúc khác, đó là cái phân khúc các bất động sản liên quan đến cái sản phẩm đầu tư và những sản phẩm về nhà ở nhưng mà có một cái môi trường tốt, vì đặc biệt là dưới tác động của Covid thì dường như là tất cả những các cái dự án mà có một cái môi trường sống tốt thì đều được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm. Đặc biệt là những cái phân khúc về như là đất nền, hoặc là những cái nhà thấp tầng, hoặc là biệt thự, hoặc là liền kề, shop house thì là nhận được một sự quan tâm rất lớn. Và những cái đây là những cái phân khúc mà tác động lớn, ảnh hưởng đến cái sự tăng giá của các cái chỉ số bất động sản vừa qua ở Việt Nam. Và tôi cũng nhận được những cái báo cáo tương tự từ Mỹ và châu Âu, thì đều nhận thấy rằng là khá giá bất động sản cũng tăng khá là đột biến trong dịp nửa đầu năm 2021 vừa qua. Còn trên tổng thể của nền kinh tế thì chúng ta nhìn thấy là có lẽ là như là dự báo của Ngân hàng Thế giới thì đây có lẽ có thể là một cái kỳ mà phục hồi khủng hoảng nhanh nhất trong lịch sử nhiều thập kỷ qua. Các cái kỳ khủng hoảng của tới một cái con số được thống kê cho thấy là tới 80 năm qua, thì đây sẽ là một cái kỳ phục hồi khủng hoảng nhanh nhất. Trong 6 tháng đầu năm vừa qua thì rất nhiều các nền kinh tế đã đạt được một cái tốc độ tăng trưởng rất là ngoạn mục. Kinh tế thế giới chúng ta cũng nhận thấy là đã tăng trưởng tới trên 5%, đúng không? Kinh tế toàn cầu, và đang đặt mục tiêu là tăng trưởng khoảng 6-6.1% trong năm 2021. Nhóm những cái nước phát triển như là Mỹ, rồi là Anh, rồi là Canada và đặc biệt là Trung Quốc thì đều đạt tốc độ tăng trưởng, đều đạt cái mức độ tăng trưởng trên 6%, và họ kỳ vọng rất lớn. Ví dụ như là Mỹ với Anh thì đặt mục tiêu tăng trưởng tới 7%. Đây là một con số có lẽ là kỷ lục trong suốt nhiều năm qua mà Mỹ chưa bao giờ dám mơ ước. Thì năm nay họ đặt mục tiêu rất là tham vọng, đặt là tăng trưởng tới 7%. Trong khi là Trung Quốc thì đặt mục tiêu tăng trưởng tới trên 8%, và Ấn Độ thì còn đặt mục tiêu tới 9%. Việt Nam chúng ta thì cũng đang đặt mục tiêu khoảng độ 6%-6.5%, mà tôi nghĩ rằng con số này cũng tương đối là khả thi. Như vậy thì chúng ta nhìn thấy cái tốc độ tăng trưởng như vậy nó được nhờ chủ yếu vào các cái gói cứu trợ rất là lớn của chính phủ các nước. Thì chúng ta thấy không, kinh tế thì tăng trưởng, GDP thì tăng trưởng mạnh, gói cứu trợ và các cái nguồn cung tiền khổng lồ thì sẽ khiến cho là các cái thị trường đầu tư nó sẽ nhận được một cái hưởng lợi lớn. Và đó chính là cái lý do tại sao chúng ta nhận được một cái tín hiệu rất là khả quan từ thị trường bất động sản, đặc biệt là như tôi vừa nói là cái phân khúc bất động sản mang tính chất đầu tư và những cái bất động sản về nhà ở, nhưng nó ở những cái nơi mà có những cái điều kiện về môi trường sống tốt. Và đó là cái lý do tại sao là rất nhiều những dự án ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua phải nói là rất là nóng. Ở trong Thành phố Hồ Chí Minh thì có các khu vực ở quận 2, quận 9, tổng là thành phố Thủ Đức mới, và ở Hà Nội thì đặc biệt là Long Biên và đặc biệt là thành phố Hòa Lạc trong tương lai cũng đang nhận được một sự quan tâm đặc biệt lớn từ các nhà đầu tư. Dạ vâng ạ. Rõ ràng là khi mà có những cái sự tác động của đại dịch Covid-19 nó ảnh hưởng đến tâm lý của mọi người. Nhưng mà nếu mà trong cái nguy mà chúng ta nhìn ra là cái cơ hội, thì chúng ta có thể đón đầu trước về cơ hội để tính về một bài toán đầu tư trong tương lai. Nhưng mà hiện tại như là anh Hương vừa nói là có rất nhiều những cái sự lựa chọn dành cho các nhà đầu tư tại Việt Nam, bởi vì cái rõ ràng là cái dòng tài chính của họ vẫn phải được luân chuyển. Và cụ thể đó là Sát Hưng cũng vừa chia sẻ về thị trường bất động sản tại quận 2, quận 9
thành phố Thủ Đức. Thì em nhờ anh nói sâu hơn nữa dành cho tất cả quý vị khách quý đang cùng theo dõi livestream ngày hôm nay về cơ hội đầu tư và là đòn bẩy đầu tư tại thành phố Thủ Đức dưới tác động của đại dịch hiện nay ra sao và trong tương lai gần sắp tới sẽ như thế nào. Thật ra thì quận 2 và quận 9 và nói rộng ra là cả thành phố Thủ Đức thì đã là một cái thị trường bất động sản rất là sôi động trong suốt hàng chục năm qua rồi, chứ không phải chỉ riêng thời điểm này. Nhưng ở thời điểm này thì dưới tác động của cái đại dịch Covid mà nó gây ra một cái sự khủng hoảng khó khăn về kinh tế. Thế nhưng mà cái điều đó thì nó lại khiến cho hai cái dòng tiền đang đổ rất lớn vào cái khu vực này. Lý do thứ nhất ấy là như tôi vừa nói, tức là do tác động của cái yếu tố về lo sợ về cái mất giá của đồng tiền, cho nên là họ tìm một kênh đầu tư hoặc kênh trú ẩn. Và thực ra mà nói thì cũng có rất nhiều các cái nhà đầu tư và các doanh nhân thì cũng đang có vẻ như là không biết đầu tư vào đâu, vì là tình hình kinh tế thì đang có vẻ như đang chậm lại, các cái kênh công ty thì đóng cửa, rồi rất nhiều các lĩnh vực như là thương mại dịch vụ, nhà hàng, rồi quán ăn, rồi tất cả các hoạt động khác thì đều dừng hết. Thì rõ ràng tiền cần phải làm gì đó chứ, đúng không? Không thể để tiền chết được. Một trong những kênh mà cũng đang tăng rất mạnh đó là chứng khoán. Nhưng mà chứng khoán thì nó chỉ tăng vào một số cái ngành thôi chứ không phải tăng tất cả. Nhưng mà kể cả một số ít ngành đang có chỉ số tăng rất là mạnh trên thị trường chứng khoán thì nó cũng đã kéo cả thị trường đi lên. Trong đó là chứng khoán, các cái mã chứng khoán liên quan đến bất động sản, rồi là ngân hàng và một số cái ngành sản xuất, rồi đặc biệt là cái ngành về dược và thiết bị y tế, thì các cái mã này đang tăng rất là mạnh, đúng không? Thì quay trở lại nói về câu chuyện về quận 9 và quận 2 cũng như là thành phố Thủ Đức, thì với cái sự phát triển hạ tầng rất là tuyệt vời trong chục năm qua, trong khoảng 10 năm qua, đặc biệt là cái hầm Thủ Thiêm, rồi rất nhiều những cái cây cầu nối từ thành phố Hồ Chí Minh sang thành phố Thủ Đức, thì rõ ràng là khiến cho cả một khu vực này đang trở thành một cái khu vực mà cực kỳ là nóng, mà thậm chí là đang có thể trở thành một cái thị trường bất động sản mà còn sôi động hơn cả bản thân những cái quận nội thành của thành phố Hồ Chí Minh trước đây. Nhưng mà có một yếu tố tác động rất mạnh trong năm 2021, đó là do cái sự hạ tầng này là hạ tầng rất đặc biệt, đó là hạ tầng viễn thông. Và chúng ta đang sống trong một thời đại mà giãn cách xã hội và trong một thời đại bình thường mới, khi mà hầu hết tất cả mọi người đều đang sử dụng phương tiện làm việc tại nhà, work from home. Thì làm việc ở nhà chắc chắn là rất cần viễn thông, nhưng mà lại chả cần phải ra đường làm gì cả. Vì vậy cho nên là người ta chỉ cần một cái môi trường sống mà cái nội khu mà như chúng ta hiện nay đang sử dụng một cái thuật ngữ đó là vùng xanh, đúng không? Thì nếu mà chúng ta ở trong một cái vùng xanh và có kết nối hạ tầng tốt để có thể làm việc ở nhà thì đó là một lựa chọn tuyệt vời. Và như là các bạn thấy, đó là các cái khu đô thị ở bên thành phố Thủ Đức thì đều đang được hưởng lợi rất nhiều từ cái xu hướng làm việc này, sống xanh và làm việc ở nhà. Nhất là những cái khu đô thị lớn, tức là có diện tích từ khoảng độ vài chục, 50 hecta trở lên theo quy hoạch gọi là chuẩn của khu đô thị, từ 50 hecta trở lên đến vài trăm hecta, thì thường là họ có những cái tiện ích rất là tuyệt vời trong cuộc sống. Tức là có nghĩa là chúng ta có thể ở trong đó không phải là chỉ là 2-3 tháng giãn cách, mà có thể là ở nhiều năm cũng có chả làm sao cả, nếu mà chúng ta đủ cái phương tiện cho cuộc sống của chúng ta, con cái học hành, cha mẹ thì có nơi để nghỉ ngơi, ăn dưỡng, rồi là khám chữa bệnh. Còn chúng ta thì có thể làm việc từ nhà, làm việc từ xa, đúng không? Và có nơi để mà sinh hoạt chung cho cả gia đình, rồi có thể tập thể dục thể thao, rồi có thể đi mua sắm, shopping, rồi vui chơi giải trí, rồi tất cả mọi thứ, những cái gì cần cho cuộc sống của chúng ta đều nằm trong khu đô thị đó. Thì chắc là có lẽ mọi người cũng chả cần thiết phải đi ra khỏi cái khu đô thị của mình làm gì cả. Thì đó là một cái xu hướng sống xanh hiện nay đang rất là phát triển, cũng là một cái yếu tố tác động, mặc dù chúng ta không mong muốn, nhưng mà Covid đã thúc đẩy cái việc chuyển đổi số trong lĩnh vực rất nhiều lĩnh vực, trong đó có cả cái lĩnh vực về làm việc từ xa và cả trong những lĩnh vực mà sinh hoạt trong một cái khu đô thị khép kín, cũng là một cái xu hướng mà có thể nói là cơ hội cũng rất tốt, đúng không? Bởi vì chúng ta đang muốn là chuyển đổi số trong nhiều lĩnh vực, thì cái việc mà xảy ra cái đại dịch mà khiến mọi người phải giãn cách và mọi người phải làm việc từ xa, làm cho trong rất nhiều lĩnh vực thì cái việc chuyển đổi số đã trở nên rất là mạnh mẽ, trong đó có cả lĩnh vực về giao dịch bất động sản. Tôi cũng quan sát thấy rằng là rất nhiều những chủ đầu tư lớn như là Vinhome hay là các cái sàn giao dịch như là Senhome, Senland đều đã chuyển đổi số rất thành công, và hiện nay thì hầu hết tất cả các giao dịch đều có thể thực hiện online, giống như là cái cuộc họp này của chúng ta ngày hôm nay, đúng không?
tôi tin chắc rằng là dần dần có lẽ nó sẽ quen, và bản thân tôi thì thấy rằng là cái hiệu suất làm việc ở nhà cao hơn rất nhiều so với hiệu suất làm việc offline ngày xưa, tức là đỡ được nhiều thời gian di chuyển, khỏi lo tắc đường. Và đặc biệt là khi mà chúng ta ngồi làm việc như này thì chúng ta lại có vẻ như là đang rất là tập trung, rất là yên tĩnh, và chúng ta có thể chuyển đổi rất nhanh chóng, nhảy từ cuộc họp này sang cuộc họp kia, thậm chí là cái này bật mí và bí mật là nhiều khi là trong trên bàn tôi có 2-3 cái máy tính và 1-2 cái máy điện thoại, nên là có thể tham dự được cùng một lúc là vài ba cuộc họp. Mọi người vẫn đang nhìn thấy mặt mình nhưng mà mình chỉ cần tắt mic đi thôi là mình có thể sang nhảy trong cuộc họp khác được rồi, đúng không? Như các bạn nhìn thấy đây, tôi đang nhìn vào màn hình đây, nhưng mà ngay bên cạnh tôi đang có 2 màn hình khác và tôi chỉ cần tắt mic ở màn hình này là tôi chuyển sang màn hình khác là tôi đã dựng cuộc họp khác rồi cho nên là rất là thú vị. Vâng, thì đó, tôi nghĩ là đó là một cái xu hướng rất là tuyệt vời. Xin cảm ơn những chia sẻ của sếp Phạm Thanh Hưng, và có lẽ là đến đây thì xin cảm ơn những chia sẻ của anh Hưng, và chúc cho anh Hưng có một buổi sáng tốt lành. An toàn là quan trọng nhất, và thưởng thức một tách trà theo như là anh mong muốn trong buổi dịch này. Nghiên cứu những sản phẩm bất động sản tốt tại Trio Origami Vinhome Grand Park. Rồi, cảm ơn Minh Phú và cảm ơn tất cả các quý vị khán giả, và chúc các quý vị có một sự lựa chọn đúng đắn và sáng suốt cho cái việc đầu tư của mình, cũng như là tìm ra một nơi ở mà nó vừa phù hợp nhưng lại an toàn cho cái tương lai của chính bản thân chúng ta và gia đình chúng ta. Xin cảm ơn. Vâng ạ, Minh Phú xin được cảm ơn những chia sẻ đến từ sếp Phạm Thanh Hưng. Thưa quý vị, rõ ràng là cả sếp Hưng, một doanh nhân đã lão luyện trên thị trường bất động sản với những thương vụ bạc tỷ, và chính anh ấy cũng đã nhấn mạnh rõ ràng là trong nguy chúng ta sẽ có cơ, và dĩ nhiên là cơ hội tại thị trường bất động sản Thủ Đức trong thời gian sắp tới là vô cùng lớn dành cho những nhà đầu tư thức thời. Bởi vì rõ ràng là song song với sự phát triển về hạ tầng và chính sách của thành phố Thủ Đức thì Vinhomes Grand Park còn có những đòn bẩy vô cùng vững mạnh về sự hợp tác trong lĩnh vực phát triển đô thị với những đối tác uy tín và nhiều kinh nghiệm cả về lĩnh vực quốc tế. Và ngay bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng theo dõi một đoạn video về đối tác đặc biệt này của chúng tôi. Xin mời. Mitsubishi Corporation, tập đoàn đa ngành hàng đầu Nhật Bản, tự hào hơn 70 năm kinh nghiệm, hoạt động trên 10 lĩnh vực kinh doanh như dầu khí và hóa chất, công nghiệp ô tô, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp tiêu dùng, giải pháp năng lượng và phát triển đô thị. Mạng lưới 1.700 công ty trực thuộc phủ khắp 90 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại Việt Nam, Mitsubishi tập trung phát triển các thương hiệu Mitsubishi Motors Việt Nam với 25 năm kinh nghiệm phát triển. Thương hiệu thang máy Mitsubishi Elevator đã và đang giữ thị phần số 1 tại Việt Nam. Tiếp tục mở rộng chuỗi cửa hàng của thương hiệu thời trang Uniqlo trên khắp cả nước. Mitsubishi Corporation. Và bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với ông Shinichiro Matsumoto, là chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển đô thị MC Việt Nam, là một thành viên của tập đoàn Mitsubishi Nhật Bản, để chia sẻ về sự hợp tác này. Xin mời ông ạ. Minna san konnichiwa. MC Urban Development Vietnam CEO の Matsumoto です。この度はこのような素晴らしい機会をいただき大変光栄に思います。B ホームズと三菱商事グループはB ホームグランドパーク内に位置する折り紙プロジェクトを通じ共同で都市開発を進めるという戦略的な一歩を踏み出しました。大きな成長を続けるベトナムの経済環境、そして人々のライフスタイルや需要が変化する中で、この2つのトップブランドが協力し、ベトナムの人々に素晴らしい生活水準とエレガントな真の日本を提供します。今回の提携により B ホームズと三菱商事グループは折り紙プロジェクトの商品企画から販売まで全面的に協力していきます。三菱商事グループはベトナムにおいて1990年代から食品や自動車など多くの分野で事業展開してきました。今回はベトナムのトップ企業であるB ホームズと協力し、不動産分野でも最高の商品を提供できることを嬉しく思います。我々は日本の文化を込めた折り紙プロジェクトを皮切りに、ベトナムの皆さんにより洗練された国際的な生活水準を提供したいと考えています。まもなく完成する折り紙プロジェクトには自然の水面、
景色を楽しむ湖、5つの公園、野外プール、子供の遊び場、そして緑地を多く確保することでゆとりと安らぎのある環境を提供します。特に2つの日本庭園は規模が大きく、芸術的に非常に高いレベルのものです。このレベルの日本庭園は通常はハイエンドのプロジェクトでしか見ることができません。特に折り紙禅 S10、 折り紙パーク S6 から眺めるこの日本庭園は最高です。バルコニーを通し首都圏や他のプロジェクトでは味わうことができない景色や風を届けます。また折り紙プロジェクトは日本の精神や文化を建築デザインの中で伝えています。このプロジェクトの広大なキャンパスには日本の象徴的な芸術作品が数多く展示されます。ウェルカムゲートは日本の伝統的な折り紙からインスピレーションを得てデザインされています。共用施設や緑地も日本流にスマートかつ繊細に配置されています。折り紙プロジェクトはベトナムと日本の2つのトップブランドが力を合わせ、顧客にとって最適な金融ソリューションも提供します。ありがとうございました。Xin được cảm ơn những chia sẻ đến từ ông Shinichiro Matsumoto. Và thưa quý vị, chúng ta cũng chúc mừng sự hợp tác của Vinhomes với tập đoàn Mitsubishi Nhật Bản ở dự án The Origami Vinhomes Grand Park. Và quý vị thân mến, một sự hợp tác mang tầm quốc tế để có thể khẳng định về vị thế của The Origami trên thị trường bất động sản cả trong nước và ngoài nước với tất cả những khách hàng trong thời gian sắp tới. Quý vị thân mến, trước khi chúng tôi đến với lại những phần giới thiệu tiếp theo về đòn bẩy dành cho thị trường bất động sản Thủ Đức và đặc biệt đó chính là Vinhomes Grand Park The Origami, thì mời quý vị sẽ cùng đến với lại những thẻ quà tặng VinID gift card trị giá 2 triệu đồng dành cho quý vị trong phần mini game đặc biệt trong livestream sáng ngày hôm nay. Hãy giữ tab livestream bởi vì đây sẽ là phần tặng quà trực tiếp dành cho quý vị ạ. Xin mời. Trước tiên mình cũng xin được chia sẻ về thể lệ của mini game này như sau. Quý vị người chơi đang theo dõi livestream của Vinhomes Grand Park trực tiếp và quý vị cần đảm bảo là trả lời đúng đáp án và đúng cú pháp trong thời gian nhanh nhất. Đúng đáp án và đúng cú pháp nữa quý vị nha. Có nghĩa là chúng ta sẽ comment ngay tại livestream sự kiện đang theo dõi của quý vị với cú pháp như sau, hãy soạn sẵn cũng có thể được. Đó là họ tên của quý vị, gạch ngang, số câu hỏi và đáp án, đó là A hoặc B hoặc C. Rất ít đáp án để gia tăng cơ hội có thể nhận về thẻ quà tặng là VinID gift card 2 triệu đồng cho quý vị. Ví dụ nhé, nếu quý vị tên là Nguyễn Văn A và quý vị đang chơi câu 1 chọn đáp án A thì quý vị sẽ là Nguyễn Văn A gạch ngang 1A, thế là xong. Ngay từ bây giờ khi mà Vĩnh Phú đặt câu hỏi thì quý vị cũng đã có thể soạn sẵn để gia tăng về cơ hội giành được thẻ quà tặng VinID gift card cho quý vị rồi. Rồi, điều kiện nhận thưởng như sau, Vĩnh Phú xin được thông qua để cho tất cả chúng ta đều minh bạch nhất. Đó là người có câu trả lời đúng theo cú pháp được ghi nhận và nhanh nhất theo ghi nhận của ban tổ chức. Và tổ chức chúng tôi sẽ công bố tên người trúng thưởng trên fanpage sau khi kết thúc chương trình. Và chúng tôi sẽ liên hệ theo nickname Facebook đã comment trúng thưởng để trao giải và có đối chiếu đúng với lại tên trên chứng minh nhân dân, căn cước công dân hay là passport, các thông tin của quý vị đăng ký. Lưu ý đó là có thể do đường truyền tại mỗi địa điểm sẽ có tốc độ khác nhau, nên phần hiển thị comment có thể sẽ không đồng nhất giữa các máy nội dung điện thoại hay là laptop sử dụng của quý vị. Nên xin phép là kết quả sẽ được căn cứ theo máy chủ của ban tổ chức ạ. Và lưu ý là mỗi khán giả sẽ nhận tối đa là một giải thưởng. Nếu mà quý vị là rất may mắn trúng giải câu trước thì câu trả lời tiếp theo chúng tôi xin phép sẽ lấy người trả lời đúng gần nhất, ngoại trừ những người đã trúng giải trước đó. Nên để đảm bảo đó là rất nhiều quý vị khách quý ngày hôm nay đang theo dõi livestream trực tiếp của chúng tôi sẽ nhận được những thẻ quà tặng VinID gift card 2 triệu đồng. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi đầu tiên. Bắt đầu quý vị nha. Rồi, câu hỏi đầu tiên như sau. Tại Việt Nam, Mitsubishi Corporation đã phát triển những thương hiệu nào? Đáp án A, Mitsubishi Motors, Mitsubishi Elevator. Đáp án B, hãy nghe đủ 3 đáp án quý vị nha. B, đó là Mitsubishi Elevator và Uniqlo. Đáp án C, Mitsubishi Motors, Mitsubishi Elevator và cả Uniqlo. 3, 2, 1, bắt đầu. Chúng ta sẽ có thời gian là 1 phút. Thật nhanh nào, xin nhờ quý vị, thật nhanh. Đây, chúng tôi đang chờ đợi những câu trả lời comment của quý vị thật nhanh. Lưu ý đó là cú pháp đó là tên họ của quý vị gạch ngang,
Và đáp án 1 đó là câu số 1 và đáp án A, B hoặc là C quý vị lựa chọn nha. Tại Việt Nam, Mitsubishi Corporation đã phát triển những thương hiệu nào? A, Mitsubishi Motor, Mitsubishi Elevator, B, Mitsubishi Elevator và Uniqlo, hay là C, cả Mitsubishi Motor, Mitsubishi Elevator và Uniqlo? A, B hay C? Hãy lựa chọn ạ. Chúng ta sẽ còn 27 giây nữa. Vẫn còn thời gian. Có thể những comment trước đó vẫn chưa đúng, thì hãy comment câu trả lời mà quý vị nghĩ là đúng nhất. Hãy lưu ý nha. Và cố gắng những câu sau, nếu có thể quý vị hãy suy nghĩ thật kỹ càng để chúng ta đưa ra được cái kết quả chính xác nhất theo mình và sớm nhất. Bởi vì chúng tôi sẽ theo hai yếu tố, đó là đúng và chính xác nhất. 3, 2, 1, hết giờ. Và đáp án của câu đầu tiên là tại Việt Nam thì Mitsubishi Corporation đang phát triển cả 3 thương hiệu từ quý vị, đó là Mitsubishi Motor, Mitsubishi Elevator và Uniqlo. Đáp án 1, C. Chúc mừng quý vị khách quý, quý vị khách hàng đang theo dõi livestream chọn đúng đáp án là 1C. Và nếu như quý vị là những người nhanh nhất trả lời câu này thì chắc chắn sẽ VinID gift card 2 triệu đồng cho tụi quý vị. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu số 2, thêm một thẻ VinID gift card 2 triệu đồng nữa dành cho quý vị. Lưu ý là trong phần mini game đầu tiên chúng ta sẽ có 5 câu, và trong phần cuối của chương trình sẽ thêm 5 câu hỏi nữa trong mini game, và tổng cộng 10 phần quà là thẻ VinID gift card dành cho quý vị ạ. Câu số 2 có nội dung như sau. Vinhomes và Mitsubishi Corporation hợp tác triển khai dự án nào tại đại đô thị Vinhomes Grand Park? Quá đơn giản. A, The Red Bull. B, The Origami. Và C, The Central. Bắt đầu. Và rõ ràng đó là đây là một câu hỏi vô cùng dễ, nên thật nhanh để comment đầy đủ về cú pháp, đó là tên họ của quý vị, gạch ngang và hai đáp án của vị là A, B hay là C nha. Chúng ta sẽ còn rất nhiều thời gian, nhưng mà rõ ràng đó là với câu này thì quá đơn giản, cũng như là phần chia sẻ vừa rồi thì chắc chắn là quý vị cũng đã có biết được đáp án đúng không nào. Và hy vọng rằng đó là những thẻ VinID gift card, những thẻ quà tặng này, những thẻ quà này sẽ là một phần quà thật đặc biệt trong buổi sáng ngày hôm nay, để chúc cho quý vị có một buổi sáng thật tốt lành, thật nhiều sức khỏe, đồng hành cùng với chúng tôi với Vinhomes Grand Park, mang đến một cơ hội đầu tư an toàn, xin lời bền vững dành cho quý vị khách hàng. Chúng ta sẽ còn 10 giây nữa trước khi đến với lại câu hỏi tiếp theo. 5 giây cuối cùng à. 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Vinhomes và Mitsubishi Corporation đã cùng nhau hợp tác triển khai dự án The Origami Vinhomes Grand Park. Đáp án là 2B. Chúc mừng quý vị khách quý đã lựa chọn câu trả lời đó là 2B và nhanh nhất trong livestream hôm nay. Chúng ta tiếp tục nha. Câu số 3. Cổng chào biểu tượng origami được lấy cảm hứng từ bộ môn nghệ thuật nào tại Nhật Bản? Dĩ nhiên, 3 đáp án dễ dàng cho quý vị lựa chọn. Đó là A, nghệ thuật cắm hoa. B, nghệ thuật gấp giấy. Và C, nghệ thuật tra đạo. Bắt đầu. Xin mời phần lựa chọn của quý vị. Hãy nhớ và thật kỹ quý vị nhé. Đó là cú pháp để quý vị comment lựa chọn câu trả lời cho mình, đó là tên họ quý vị, gạch ngang. Và 3, A, B hay C, lựa chọn của quý vị. Cổng chào biểu tượng origami được lấy cảm hứng từ bộ môn nghệ thuật nào tại Nhật Bản? A, nghệ thuật cắm hoa. B, nghệ thuật gấp giấy. Và C, nghệ thuật trà đạo. Rất đơn giản ạ. Có lẽ là trong thời gian vừa qua thì rất nhiều quý vị khách quý đã theo dõi trên tất cả những trang thông tin, trang mạng xã hội để thấy được rất là rõ về những hình ảnh tại The Origami Vinhomes Grand Park. Và quá nhiều những hình ảnh đã đề cập đến về cổng chào của biểu tượng The Origami. Và kết quả sẽ được bật mí trong vòng khoảng tầm 10 giây nữa. Xin đếm ngược ngay từ bây giờ nha. Chúng ta sẽ còn là 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Cổng chào biểu tượng origami được lấy cảm hứng từ bộ môn nghệ thuật gấp giấy, 3B. Xin chúc mừng quý vị khách quý đã lựa chọn 3B và nhanh nhất. Dĩ nhiên là tất cả những câu hỏi sẽ thật đơn giản và sẽ đi đúng vào trọng tâm của chương trình ngày hôm nay, để có thể giới thiệu đến quý vị
những hình ảnh cũng như là niềm cảm hứng về The Origami Vinhome Friend Park để dành cho quý vị một buổi sáng với thật nhiều những điều ý nghĩa. Và câu số 4 có nội dung như sau, bắt đầu nhé. The Origami Zen là tên phân khu nào thuộc The Origami? A. Đó là khu S6, B. S9, C. S10. Bắt đầu. Xin mời quý vị. The Origami Zen là tên của phân khu nào thuộc The Origami? Rõ ràng là rất nhiều những anh chị chuyên viên tư vấn của chúng tôi, những chuyên gia tư vấn hỗ trợ cho tất cả các anh chị tại Vinhome Friend Park cũng đã có thể chia sẻ rồi. Hãy suy nghĩ và nhớ lại xem. Đó là The Origami Zen. Zen là tên của phân khu nào thuộc The Origami quý vị nhá. S6 hay là S9 hay là S10. Và nếu mà gợi ý, không, chắc cũng không nên gợi ý, bởi vì cái câu này nó cũng khá là đơn giản. Và chắc chắn là tất cả các anh chị chuyên viên kinh doanh của chúng tôi cũng đang hỗ trợ quý vị khách hàng khi có thể thông qua các nền tảng mạng xã hội như là Facebook hay là các nền tảng về livestream trực tiếp để có thể hỗ trợ tối đa dành cho quý vị khách hàng, đúng không nào? Rồi, với câu số 4 thì chúng ta sẽ còn tận 6 phần quà nữa, cũng như là trong lượt những câu hỏi này vẫn còn một câu nữa. 5 giây cuối cùng, 3, 2, 1, hết giờ. The Origami Zen chính là tên của phân khu S10 thuộc The Origami. Chúc mừng quý vị khán giả đã trả lời nhanh nhất và lựa chọn đáp án đó là 4C, phân khu S10. Chúc mừng quý vị. Và tiếp theo, câu số 5. Điểm nhấn khác biệt của dự án The Origami là gì? 3 đáp án để quý vị lựa chọn như sau. A. Bộ đôi vừa Nhật Bản quy mô lớn. B. Công viên thiên đường Tropical Malibu. Và C. Đồi vọng cảnh. Bắt đầu. Xin mời. Vâng ạ. Điểm nhấn khác biệt của dự án The Origami đó là gì ạ? Bộ đôi vườn Nhật Bản quy mô lớn hay là công viên thiên đường Tropical Malibu hay là đồi vọng cảnh? Hãy nhớ quý vị nhé, điểm nhấn khác biệt ạ. Và Nhật Bản thì chúng ta sẽ có The Origami là phong cách về Nhật Bản, đúng không nào? Vậy thì làm sao mà không nên nói thêm. Tất cả chúng tôi đều mong muốn đó là trong buổi sáng ngày hôm nay sẽ mang đến thật nhiều những điều thú vị dành cho quý vị. Những thông tin, những hình ảnh đã được chuẩn bị kỹ càng nhất để mang đến dành cho quý vị một cái nhìn cận cảnh về The Origami Vinhome Friend Park, những cơ hội đầu tư an toàn và sinh lợi bền vững tại đây. Chúng ta sẽ còn 10 giây nữa. Câu hỏi dành cho phần session mini game đầu tiên, đó là điểm nhấn khác biệt của dự án The Origami đó là gì? Quý vị lựa chọn là bộ đôi vừa Nhật Bản hay là công viên thiên đường hay đường vọng cảnh? 3, 2, 1, hết giờ. Đáp án của chúng ta đó là 5A, bộ đôi vừa Nhật Bản quy mô lớn ạ. Đó là lúc nãy là mình cũng suýt gợi ý được đúng cái câu trả lời dành cho quý vị. The Origami là sự hợp tác giữa Vinhomes và tập đoàn Mitsubishi Nhật Bản. Dĩ nhiên nó có tính chất Nhật Bản ở trong đấy để mang đến cho quý vị thêm đó là bộ đôi vừa Nhật Bản quy mô lớn làm điểm nhấn khác biệt tại đây. À, nếu như có thể thì chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị ngay những thông tin tường tận hơn để quý vị sẽ hiểu rõ hơn nữa và có về cho mình những cơ hội trong tương lai tại The Origami. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến ngay với phần đấy quý vị nhé. Vẫn còn một phần session mini game với 5 câu hỏi và 5 thẻ quà tặng VinID gift card nữa dành cho quý vị phần cuối chương trình, có nghĩa là sau phần trình bày tiếp theo thôi ạ. Thưa quý vị, một lần nữa xin được chúc mừng đó là 5 quý vị khách quý đã nhận được 5 thẻ quà tặng VinID 2 triệu đồng từ chương trình. Vẫn còn 5 câu hỏi nữa quý vị nhé. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau trả lời một câu hỏi, đó là vì sao The Origami Vinhome Friend Park lại là cơ hội đầu tư an toàn, sinh lời, bền vững ngay cả trong và sau mùa dịch. Ngay bây giờ xin được mời phần chia sẻ đến từ bà Lưu Mỹ Ngọc, là Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Bất động sản Queen Hill, là một trong 62 đại lý phân phối chính thức của Vinhome Friend Park. Xin mời chị Ngọc ạ. Xin chào tất cả các quý vị. Quý vị có nghe rõ không ạ? Đường truyền có ok không ạ? Thì có nghe rõ phải không ạ? Vâng, nếu mà chúng ta nghe rõ thì tôi xin được bắt đầu ạ. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Lưu Mỹ Ngọc, đến từ đại lý Green Hill, là đại lý phân phối chính thức của dự án Vinhome Friend Park. Hôm nay thì tôi xin được thay mặt chủ đầu tư của dự án Vinhome Friend Park và thay mặt các đại lý phân phối chính thức của dự án Vinhome Friend Park, xin được lời đầu tiên xin được gửi đến tất cả các quý khách hàng đang theo dõi chương trình livestream trực tuyến của chúng tôi lời chào mừng trân trọng nhất ạ.
và tôi xin được bắt đầu bài giới thiệu của mình bây giờ. Vâng, như quý vị cũng biết là tất cả những đô thị nổi tiếng trên thế giới đều có một câu chuyện của riêng nó. Và hôm nay tôi xin kể với quý vị câu chuyện của thành phố thông minh công viên Vinhome Grand Park của chúng tôi. Thành phố mà sở hữu công viên ven sông lớn nhất Đông Nam Á, rộng 36 hectare, là lá phổi xanh diệu kỳ. Và cũng chính vì lẽ đó nên là có thể nói môi trường sống tại Vinhome Grand Park là nơi có môi trường sống nhất, tốt nhất ở Sài Gòn. Cái nhân tố mà tôi nghĩ rằng chúng ta ngồi đây ngày hôm nay, chúng ta đều đồng ý với nhau một điều rằng cái môi trường sống tốt nó là cái yếu tố quyết định quan trọng nhất khi chúng ta chọn lựa đâu là nơi an cư của mình, phải không ạ? Và dự án thành phố đại đô thị Vinhome Grand Park của chúng tôi thì vào ngày đầu tiên cách đây 2 năm vào tháng 6 năm 2019 thì lần đầu tiên chào thị trường. Và tại thời điểm đó thì Vinhome Grand Park đã xác lập một kỷ lục chưa từng có tại Việt Nam cũng như là trên trường quốc tế. Xin thưa quý vị có tin được hay không là chỉ trong 17 ngày đêm ngắn ngủi thôi mà hơn 10.000 căn hộ thuộc dự án The Rainbow của đại đô thị Vinhome Grand Park đã được bán hết và làm thủ tục hoàn tất cho quý khách hàng chỉ trong vòng 17 ngày đêm thôi quý vị ạ. Và không chỉ dừng lại ở cái con số là 10.000 căn hộ bán ra trong vòng 17 ngày mà hơn 1.400 căn nhà thấp tầng thuộc hai dự án là The Manhattan và The Manhattan Lorry của đại đô thị của chúng tôi cũng 100% đã có chủ nhân. Và dự án cao tầng thứ hai của đại đô thị đó là dự án The Origami thì vào thời điểm chào thị trường cũng để lại một cái ấn tượng rất là sâu sắc, đó là hiện nay chúng tôi đã bán hết hơn 9.000 căn hộ thuộc dự án The Origami. Có thể nói là cái sức hút của dự án của chúng tôi đã vượt lên khỏi sự mong đợi của cả chủ đầu tư cũng như là của khách hàng. Thế thì đâu là nhân tố tạo nên cái sức hút của đại đô thị Vinhome Grand Park nói chung cũng như là dự án The Origami nói riêng, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau giải mã cái sức hút này. Đó chính là khi chúng ta tìm hiểu bất cứ một dự án bất động sản nào thì chúng ta cũng đều mong muốn tìm hiểu xem là chủ đầu tư của dự án bất động sản đó là ai, phải không ạ? Thì đối với dự án đại đô thị Vinhome Grand Park của chúng tôi, chủ đầu tư là tập đoàn Vingroup, một tập đoàn đa ngành phát triển thần tốc nhất hiện nay tại Việt Nam, với những tên tuổi của các thương hiệu của tập đoàn đã trở nên quá quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam. Ví dụ như về du lịch thì chúng tôi có Vinpearl, về giáo dục thì chúng tôi có Vinschool, về y tế thì chúng tôi có Vinmec, về công nghiệp nặng thì chúng tôi có VinFast, và về trung tâm thương mại hay là các cao ốc văn phòng thì chúng tôi có Vincom, Vincom Retail, Vincom Megamall, và đặc biệt là thương hiệu bất động sản Vinhome. Thương hiệu bất động sản được đánh giá là thương hiệu có giá trị nhất hiện nay tại Việt Nam, thưa quý vị. Và cái uy tín của chủ đầu tư Vinhome cũng đã được khẳng định trên thị trường qua một khoảng thời gian dài. Và mới đây nhất thì là sự kiện là hơn 10.000 căn hộ thuộc dự án The Rainbow thuộc đại đô thị Vinhome Grand Park của chúng tôi cũng như là các căn biệt thự ở dự án The Manhattan đã được bàn giao cho khách hàng theo đúng những cam kết ban đầu với khách hàng của chủ đầu tư. Và quý vị có biết, tôi có thể nói với quý vị rằng là tất cả những vị khách hàng của chúng tôi, ngay cả những vị khách hàng khó tính nhất thì khi đi nhận nhà cũng hoàn toàn hài lòng về chất lượng sản phẩm, thưa quý vị. Khi nói đến chủ đầu tư Vingroup thì chúng ta qua những đợt dịch Covid-19 vừa rồi thì chúng ta cũng hiểu rất là rõ cái tâm và cái tầm vĩ đại của tập đoàn Vingroup cũng như là của chủ tịch tập đoàn. Qua những cái đóng góp rất là lớn của tập đoàn đối với chính phủ Việt Nam cũng như là cộng đồng người Việt. Bởi vì là triết lý kinh doanh của tập đoàn Vingroup cũng là triết lý sống của chủ tịch tập đoàn, đó là gì ạ? Đó là vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người Việt, thưa quý vị. Đó là nhân tố đầu tiên, là nhân tố về chủ đầu tư của dự án chúng tôi. Một nhân tố nữa tôi muốn nói đến khi chúng ta quyết định chọn bất cứ một bất động sản nào thì người ta quan tâm đến cái nguyên tắc vàng trong kinh doanh bất động sản để tạo nên cái giá trị của bất động sản, đó chính là ba chữ quý vị: vị trí, vị trí và vị trí. Vị trí là cái nhân tố quan trọng
cũng quyết định cái sự thành công của dự án như thế nào. Và đối với dự án đại đô thị Vinhome Grand Park của chúng tôi thì chúng tôi tự hào là chúng tôi sở hữu vị trí vàng đầy tiềm năng. Quý vị có thể nhìn thấy phần màu đỏ chính là dự án Vinhome Grand Park. Và dự án Vinhome Grand Park thì nằm ở trung tâm của thành phố Thủ Đức, nằm ngay giao điểm của hai con sông là sông Đồng Nai và sông Tắc, nên có thể nói là về phong thủy của dự án là rất là tốt. Cũng nằm rất là gần hai khu công nghệ cao và những khu trường đại học, mà tiêu biểu nhất là trường đại học quốc tế Fulbright. Thì hiện nay để kết nối từ dự án đến trung tâm quận nhất thì chỉ khoảng đâu đó mất từ 20 đến 25 phút với 18 cây số thôi. Và để kết nối thì chúng ta có thể đi được những hai tuyến đường chính. Đầu tiên là chúng ta có thể đi đường Lê Văn Việt, sau đó quẹo vào đường Nguyễn Văn Tăng và đến đường Phước Thiện là đến dự án. Hoặc là chúng ta có thể đi bằng một tuyến đường nữa là đi bằng tuyến đường cao tốc Long Thành Dầu Dây, sau đó quẹo vào đường Nguyễn Duy Chinh và theo đường Nguyễn Xiển đến dự án. Cái đường lai màu vàng nó chính là đường Vành Đai 3. Và khi đường Vành Đai 3 đi vào hoạt động trong một tương lai gần nữa thôi, thì để kết nối Vinhome Grand Park với các quận trong thành phố cũng như là liên kết vùng với các tỉnh thì vô cùng là thuận lợi, và cái quãng đường nó cũng sẽ được rút ngắn đáng kể, thưa quý vị. Và một điều đặc biệt là quý vị nhìn hình ảnh hiện lên trên màn hình phần lai màu hồng, đó chính là tuyến metro Bến Thành Suối Tiên nằm rất gần dự án. Và theo một cái xu hướng của tất cả những đô thị hiện đại tiên tiến trên thế giới thì những bất động sản nào nằm gần với bến metro, thuận lợi về giao thông công cộng cho người dân thì sẽ làm gia tăng giá trị của bất động sản tại nơi đó, thưa quý vị. Và cư dân của Vinhome Grand Park cũng sẽ là những người dẫn đầu xu hướng di chuyển xanh, thông minh, thân thiện với môi trường, thông qua hai cái phương tiện giao thông tiên tiến, đó là metro và xe VinBus điện, thưa quý vị. Và không còn là một tương lai xa xôi nữa, không phải là chúng ta không biết là chừng nào chúng ta mới được sử dụng. Hình ảnh quý vị đang nhìn thấy đó là tuyến metro Bến Thành Suối Tiên với những công đoạn cuối cùng trước khi đi vào hoạt động. Chỉ vài tháng nữa thôi là chúng ta có thể sử dụng được phương tiện công cộng tiên tiến này rồi. Và cư dân của Vinhome Grand Park sẽ là những người đầu tiên có thể đạt được hưởng lợi từ cái phương tiện tiên tiến này, thưa quý vị. Còn xe VinBus điện thì thưa với quý vị, hình ảnh trên những chiếc xe VinBus điện đã được chở đến Vinhome Grand Park đi vào sử dụng để phục vụ cho cư dân của Vinhome Grand Park rồi, thưa quý vị. Di chuyển của cư dân của Vinhome Grand Park sẽ rất là thuận lợi. Và sau này thì chúng ta cũng sẽ không nói là từ Vinhome Grand Park về trung tâm thành phố là bao nhiêu xa nữa, bởi vì Vinhome Grand Park sẽ chính là trung tâm của thành phố sáng tạo phía đông, là thành phố Thủ Đức, thưa quý vị. Chúng ta sẽ trở thành trung tâm của thành phố. Trên màn hình chúng ta đang nhìn thấy đó chính là quy hoạch tổng thể của đại đô thị Vinhome Grand Park, rộng 271 hectare. Và hồi nãy tôi đã nói dự án của chúng tôi nằm ngay giao lộ của hai con sông lớn là sông Đồng Nai và sông Tắc. Chính vì nằm ở giao lộ của hai con sông lớn nên có thể nói là Vinhome Grand Park là nơi hội tụ của những nguồn năng lượng bất tận, là những dòng chảy thịnh vượng của các dòng sông. Và chúng ta cũng biết là trong phong thủy thì ở đâu có nước là ở đó cũng tượng trưng cho tiền tài, phải không ạ? Nên phong thủy của dự án Vinhome Grand Park cũng rất là tốt. Bên cạnh cái việc là môi trường sống tốt thì chúng ta đã biết rồi. Và vì là đô thị nằm ven sông nên chúng tôi cũng sở hữu một công viên ven sông lớn nhất Đông Nam Á, rộng 36 hectare. Và nếu trong một vài giây mà quý vị chưa kịp định hình là 36 hectare nó lớn như thế nào thì tôi xin dùng một cái hình ảnh để cho quý vị có thể dễ dàng hình dung. Đó chính là Thảo Cầm Viên của thành phố Hồ Chí Minh. Thì diện tích của Thảo Cầm Viên chưa bằng một nửa của chúng tôi, có nghĩa là diện tích công viên 36 hectare này của chúng tôi gấp 2,2 lần so với Thảo Cầm Viên của Sài Gòn, cũng như là gấp 3,6 lần so với công viên Tao Đàn, và gần 4 lần, tức là 3,8 lần so với công viên 23 tháng 9, thưa quý vị. Đây sẽ chính là cái lá phổi xanh diệu kỳ, thanh lọc không khí cho toàn đại dự án Vinhome Grand Park, thưa quý vị. Và tại đô thị Vinhome Grand Park, tại công viên 36 hectare thì chúng tôi có hơn 15 công viên chủ đề.
Và những cái công viên chủ đề này thì tôi chỉ liệt kê ra một số những cái công viên tiêu biểu cho quý vị thôi. Thì đầu tiên tôi muốn nói đến đó chính là công viên ánh sáng Việt Nam, được mô phỏng theo vườn cây ánh sáng Garden by the Bay tại Singapore. Và vườn cây ánh sáng này, công viên ánh sáng này sẽ đặc biệt là đẹp nhất khi mà buổi tối, khi thành phố lên đèn thưa quý vị. Ngoài ra thì bên cạnh công viên ánh sáng, chúng tôi còn có công viên Olympic Gym, nơi sẽ có 1.000, nơi hiện nay đã có 1.000 máy tập gym ngoài trời, giúp cư dân có chỗ để tập thể dục, nâng cao sức khỏe, giữ gìn cơ thể khỏe mạnh của mình, cũng như là nơi để cư dân có thể trao đổi và mở rộng những cái mối quan hệ trong cộng đồng của mình. Ngoài công viên tập gym, Olympic Gym ngoài ra thì chúng tôi còn có khu câu cá, khu chèo thuyền kayak, nơi quý vị có thể là trải nghiệm một cái loại hình thể thao khá là độc đặc sắc. Đặc sắc ở đây tôi muốn nói đến là nó có ngay tại khu nhà của mình á. Mỗi khi nhắc đến Vinhome Grand Park thì tôi nghĩ rằng quý vị không có nên quên, đó chính là tại Vinhome Grand Park chúng tôi có một cái tiện ích nổi bật, đó là biển hồ nhân tạo thưa quý vị. Biển hồ nhân tạo rộng mênh mông với bãi cát trắng trải dài, và cát là được chúng tôi chở vào trực tiếp từ Nha Trang thưa quý vị. Có nghĩa là cư dân của Vinhome Grand Park, chúng ta sẽ không cần là cuối tuần lái xe đi Vũng Tàu hay là đi Phan Thiết để ngóng gió biển, để hưởng thụ biển, mà ngay tại dự án của chúng ta, ngay tại khu nhà ở của chúng ta sẽ được hưởng thụ chiều chiều đi chân trần trên cát trắng dưới bóng dừa, để hưởng thụ một cuộc sống rất là thư thả và êm ái, phải không ạ? Có thể nói là không gì có thể tuyệt vời hơn. Dự án Vinhome Grand Park là đô thị đầu tiên tại Việt Nam có đạt chuẩn đô thị thông minh 4.0 chưa thưa quý vị? Đô thị thông minh 4.0 có nghĩa là toàn bộ những tiện nghi trong gia đình, trong căn hộ của quý vị, cho đến tất cả những tiện ích ở trong dự án, ví dụ như là cộng đồng thông minh nè, thương mại thông minh, an ninh an toàn thông minh và quản trị thông minh, thì tất cả đều được điều khiển bằng công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, đó chính là công nghệ Internet vạn vật và công nghệ trí tuệ nhân tạo thưa quý vị. Vâng, và hôm nay tôi xin được giới thiệu với quý vị một sản phẩm đặc sắc nhất ở đại đô thị của chúng tôi, đó chính là dự án The Origami, dự án mang phong vị của Nhật Bản, đất nước nổi tiếng với chuẩn sống xanh hoàn mỹ và sự tinh tế trong từng đường nét, từng chi tiết thưa quý vị. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu phong vị Nhật Bản của dự án The Origami. Cái tên The Origami nó chính là một bộ môn xếp giấy của Nhật Bản. Bộ môn xếp giấy này là một truyền thống trong gia đình người Nhật, khi mà cha mẹ sẽ dạy cho con cái cách xếp giấy. Vì là cái truyền thống của người Nhật như vậy nên là tên gọi Origami nó cũng ngoài cái là bộ môn gấp giấy thì nó còn là biểu trưng cho hình ảnh của một gia đình hạnh phúc nữa quý vị. Và quả thật là Origami chính là đứa con tinh thần của hai thương hiệu lớn, là thương hiệu Vinhome, thương hiệu bất động sản có giá trị nhất hiện nay tại Việt Nam, và thương hiệu Mitsubishi là thương hiệu lớn của Nhật Bản. Thì chắc chắn là chúng ta là người Việt Nam thì chúng ta đều đã biết về thương hiệu Mitsubishi. Trong cuộc đời thì chắc chúng ta đã từng xài, ít nhất một lần chúng ta xài một sản phẩm gì đó của Mitsubishi, phải không ạ? Và mỗi khi mà chúng ta nghĩ đến, chúng ta nghe đến cái tên gọi là sản phẩm của Nhật, thì điều đầu tiên mà chúng ta hiện lên trong tâm trí chúng ta đó chính là những sản phẩm của Nhật thì bao giờ nó cũng bền, nó cũng chắc chắn, bao giờ nó cũng rất là tinh tế. Và người Nhật người ta đặt cái hoàn toàn cái tâm của mình vào khi mà sản xuất ra một cái sản phẩm gì đó, và nó cũng chính là cái giá trị của dự án The Origami của chúng tôi, cái triết lý của chúng tôi của dự án The Origami, đó là chúng tôi đặt hết tất cả cái tâm của chúng tôi vào sản phẩm thưa quý vị. Và nhắc đến Nhật Bản thì người ta cũng nhớ ngay đến cái liệu pháp chữa lành nổi tiếng tinh hoa của văn hóa Nhật, đó chính là Shinrin-yoku. Shinrin-yoku dịch ra tiếng Việt nó là tắm rừng quý vị ạ. Tắm rừng nó là một liệu pháp chữa lành. Người ta sẽ dùng đắm mình vào thiên nhiên và dùng cái màu xanh của cỏ cây hoa lá để chữa lành, để đề tốc cho cơ thể và tái tạo năng lượng cho bản thân mình thưa quý vị. Và nếu quý vị đến với dự án The Origami của chúng tôi thì quý vị sẽ được tắm rừng tại gia mỗi ngày luôn, sẽ được tắm mình vào
miền tấm tâm hồn, tấm tâm hồn của mình vào một miền xanh mát của rừng origami. Tại sao tôi lại nói như thế? Thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn về rừng origami như thế nào quý vị nhé. Đầu tiên thì bước chân vào dự án The Origami, điều đầu tiên đập vào mắt chúng ta và cũng là gây ấn tượng với khách hàng đó chính là chiếc cổng chào The Origami, biểu tượng của The Origami. Biểu tượng cổng chào này được mô phỏng theo phong cách xếp giấy của Nhật Bản. Và chiếc cổng này cũng được làm bằng một cái vật liệu rất là đặc biệt để đảm bảo là lúc nào nó cũng lung linh và rực rỡ trong ánh nắng. Các nhà kiến trúc sư cũng rất là tinh tế khi chọn lựa cái vị trí để đặt chiếc cổng chào, đảm bảo là khi hoàng hôn buông xuống thì toàn bộ ánh mặt trời đỏ rực sẽ nằm gọn ở trong cái cổng chào. Và cái hình ảnh mà quý vị đang nhìn thấy trên màn hình đó chính là chiếc cổng chào origami chúng tôi đang hoàn thiện những bước cuối cùng tại dự án The Origami. Không còn bao lâu nữa chúng ta sẽ được thưởng ngoạn chiếc cổng chào biểu tượng này thưa quý vị. Trên màn hình chúng ta đang thấy đó chính là quy hoạch tổng thể của dự án The Origami, rộng 25,4 hectare gồm 21 tòa nhà. Và chúng ta thấy là rạch Bà Di bao quanh toàn bộ dự án, nên có thể nói là sông nước bao quanh dự án. Về môi trường sống mà gần sông nước nên là nó sẽ trong lành hơn, cũng như là nhiệt độ nó cũng sẽ thấp hơn từ 2 đến 3 độ C cho những so với những khu vực khác thì chắc chắn là chúng ta biết rồi. Nhưng mà về đó là về môi trường sống, còn về phong thủy thì gần sông gần nước nó cũng rất là tốt phải không quý vị? Nên có thể nói origami là sự chọn lựa chính xác nhất. Và origami thì chúng tôi gọi dự án của chúng tôi là có tầm nhìn không giới hạn. Tại sao tôi lại nói là tầm nhìn không giới hạn? Là tôi xin thưa với quý vị là toàn bộ tất cả các căn hộ ở dự án The Origami thì căn hộ nào cũng có view nhìn rất là đẹp, rất là rực rỡ. Ví dụ như là quý vị có như thể nhìn thấy là những căn hộ ở phía Bắc thì chúng ta view nhìn của chúng ta sẽ có double view, tức là có hai view nha quý vị. View gần thì chúng ta sẽ nhìn thấy hồ, cảnh quan, hoa sen, hoa súng. Còn view xa hơn thì chúng ta sẽ nhìn thấy con sông Đồng Nai uốn lượn và xanh mướt quanh năm. Còn những căn hộ phía Tây, những căn hộ nhìn view nhìn phía Tây thì chúng ta sẽ nhìn thấy một màu xanh rì của sân gôn Thủ Đức. Cái màu xanh mà người ta hay gọi đùa là cái màu xanh gây nghiện của sân gôn đấy quý vị. Còn những căn hộ ở phía Nam thì chúng ta sẽ nhìn thấy công viên Cầu Vồng rực rỡ sắc màu, vui nhộn, đem sự vui tươi đến cho tất cả các căn hộ. Và những căn hộ nhìn về phía đông, nhìn về nội khu thì chúng ta sẽ nhìn thấy những cảnh quan nội khu rực rỡ, bao gồm là những hồ bơi tràng vô cực, màu xanh của những hồ bơi tràng vô cực, cũng như là màu xanh mát của những thảm cỏ ở khu sân chơi cho trẻ em và khu thể thao ngoài trời. Nhưng mà một điều đặc biệt mà tôi muốn nói đến ở đây là gì? Tại sao hồi nãy tôi lại nói là chúng ta nếu chọn The Origami thì chúng ta sẽ được tắm rừng mỗi ngày? Thì lý do chính của nó chính là ở đây nè quý vị. Tức là tại dự án The Origami của chúng tôi thì chúng tôi có bộ đôi vườn Nhật rộng 7.000m2 thưa quý vị. Ở ngay dưới chân nhà quý vị là một rừng, một miền thiên nhiên thuần khiết rộng 7.000m2 theo phong cách Nhật Bản, nơi mà thể chất và tâm trí của chúng ta sẽ giao hòa. Chúng ta sẽ được chìm đắm vào màu xanh rì của rừng tùng La Hán quý hiếm. Chúng ta sẽ được ngắm nhìn màu xanh lam ngọc bích trong veo của những hồ cá koi rực rỡ sắc màu. Cuộc sống có thể nói là không thể tuyệt vời hơn, thư thái và thật là êm đềm. Trên màn hình chúng ta đang nhìn thấy đó chính là quy hoạch của các tòa nhà tại dự án The Origami. Thì cái đặc sắc của dự án chúng tôi là gì? Đặc sắc của chúng tôi đó chính là tất cả các căn hộ của chúng tôi đều có view nhìn rất là thoáng đẹp, và các căn hộ đều có cửa sổ lớn và sáng, đảm bảo là đón nắng đón gió vào trong từng mỗi căn nhà của quý vị, mang thiên nhiên trang hòa vào mỗi căn hộ của quý vị. Và ở dự án The Origami thì các căn hộ của chúng tôi có diện tích rất là đa dạng, từ những căn nhỏ nhất là những căn studio với diện tích 30m2 cho đến những căn một phòng cộng
những căn 2 phòng, những căn 2 phòng cộng, những căn 3 phòng, những căn 3 phòng cộng. Diện tích của nó dao động từ 30m² nhỏ nhất cho đến những căn hộ gần 120m², đáp ứng tất cả các nhu cầu về không gian của quý vị. Có thể nói là các căn hộ mang phong cách resort được ở đồ origami chính là lựa chọn chính xác nhất của quý vị. Và ngày hôm nay thì quý vị, tôi cũng muốn nói với quý vị một câu chuyện nữa. Đó chính là chúng ta biết rằng là ở đâu mà có môi trường sống tốt thì ở đó chắc chắn là cư dân sẽ chọn lựa nhiều. Và khi cư dân chọn lựa nhiều thì người ta sẽ về ở đông. Cư dân về ở đông với đạt đô thị Vinhome Vanpark của chúng tôi được thiết kế cho khoảng 200.000 người. Và khi cư dân về ở đông thì chắc chắn nó sẽ phát sinh một cái nhu cầu về thương mại, về mua bán, kinh doanh, phải không ạ? Thì ngày hôm nay tôi sẽ bật mí với quý vị một sản phẩm vô cùng là hot, đó chính là các căn sốt chân đế của The Origami. Các căn sốt nằm ở ngay tầng trệt của các tòa nhà và nó là một sản phẩm siêu hiếm. Đó chính là con gà đẻ trứng vàng, mang đến cái lợi nhuận kép cho người đầu tư. Và để hiểu rõ hơn về sản phẩm sốt origami như thế nào thì tôi mời quý vị coi một cái đoạn video clip rất là nhỏ mà tôi làm để cho quý vị có thể hiểu sâu hơn một tí xíu nữa về các căn sốt chân đế của chúng tôi. Sốt origami chính là sản phẩm đáp ứng những yếu tố đầu tư chắc thắng cho quý khách hàng. Origami nằm ở ngay cửa ngõ 3 cổng chính đi vào của dự án Vinhome Grand Park, đô thị thông minh công viên lớn nhất Đông Nam Á. Chính vì ở cửa ngõ đắc địa mà ai đi cũng phải ngang qua, nên nó sẽ thu hút sự chú ý của tất cả dân cư của đô thị 200.000 người. Không những thế, là sốt chân đế nên nằm ở tầng trệt của những tòa nhà có từ 600 đến hơn 1.000 căn hộ. Như vậy, chỉ riêng việc phục vụ tại chỗ cho hơn 10.000 căn hộ thuộc 21 tòa nhà của Origami thì nhu cầu đã rất rất lớn. Thế nên, dễ hiểu vì sao các căn sốt chân đế luôn đắt hàng. Tất cả các thương hiệu đều mong muốn mở cửa hàng tại đây. Từ nhà hàng, cà phê, nhà thuốc, tất cả các thương hiệu siêu thị, cửa hàng tiện lợi và ngay cả ngân hàng cũng đặt trụ sở tại sốt chân đế. Lấy ví dụ những căn sốt ở dự án Vinhome Central Park, giá thuê luôn cao hơn nhiều lần so với nhà phố mặt tiền, kể cả ở quận nhất, và luôn lấp đầy do mật độ dân cư đông và tập trung. Giá trị những căn sốt so với ngày mở bán cách đây 6 năm đã tăng khoảng 300%. Nhưng thực ra, vào thời điểm mua, khách hàng chỉ bỏ ra 30%. Như vậy, so với số tiền đầu tư ban đầu, thì tỷ suất lợi nhuận của khách hàng lên đến 1.000%. Vâng, qua đoạn clip vừa rồi thì chắc là quý vị, những nhà đầu tư thông thái, quý vị sẽ nhìn ngay ra cái cơ hội đầu tư sinh lời bền vững là sốt The Origami, phải không ạ? Thương vụ đầu tư chắc thắng bạc tỷ này chắc chắn là một cái cơ hội hiếm hoi và quý vị nên nhanh tay, bởi vì thực sự là sản phẩm này không có nhiều, thưa quý vị. Một tòa nhà của chúng tôi như vậy có đâu đó khoảng chừng 1.000 căn hộ, nhưng mà số lượng các căn sốt cho mỗi một tòa nhà thì chỉ có 10 căn, thưa quý vị, chỉ có 10 căn cho mỗi tòa nhà thôi, một số lượng rất là giới hạn, nên quý vị phải nhanh tay thì mới có thể sở hữu được cái loại hình sản phẩm rất là đặc biệt này. Với những cái đặc sắc của căn hộ mang phong cách resort The Origami cũng như là sốt khối đế The Origami thì tôi nghĩ rằng quý vị đang tham gia vào chương trình của chúng tôi, quý vị đều mong muốn có thể sở hữu cho mình một sản phẩm tại dự án The Origami. Nhưng mà câu hỏi mà chúng ta sẽ đặt ra đó là với những cái tính năng tuyệt vời như vậy, với những cái sản phẩm tuyệt vời như vậy, thì liệu mà để sở hữu một sản phẩm tại The Origami thì có khó không? Vâng, xin thưa với quý vị, tôi có thể trả lời với quý vị ngay rằng hiện nay để sở hữu một sản phẩm tại The Origami thì chưa bao giờ dễ dàng như vậy, thưa quý vị, chưa bao giờ dễ dàng như vậy. Với chính sách siêu việt của chủ đầu tư của chúng tôi hiện nay, chính sách 3-0 siêu việt, tức là không đồng vốn, không cần vốn bỏ ra, không áp lực tài chính, không lãi suất và không chờ đợi, nghe thì có vẻ rất là xa vời. Tại sao mà mua một cái sản phẩm tuyệt vời như thế, ở một dự án tuyệt vời như thế mà lại bảo là không đồng vốn trả trước? Nhưng mà sự thực nó là như vậy đó, quý vị ạ. Đó chính là cái đặc sắc của chương trình này của chúng tôi, của chính sách ưu việt này của chúng tôi. Đó là quý vị chỉ cần ký 2 chữ ký cho chúng tôi, ký 2 chữ ký thôi, và chứng minh được khả năng tài chính của mình với ngân hàng. Nếu chúng quý vị có thể chứng minh được thì quý vị có thể rất là dễ dàng sở hữu sản phẩm ở The Origami của chúng tôi.
và có thể nói là nó dễ dàng đến một cái mức là tất cả những khách hàng Gen Z tài ba, những khách hàng tuổi 20 lần đầu tiên lập nghiệp thì quý vị cũng hoàn toàn có khả năng có thể sở hữu cho mình, tự chủ, tự sở hữu cho mình một căn hộ hay là một căn số ở đời origami rất đơn giản và dễ dàng thưa quý vị, bởi vì không áp lực, không có các áp lực vốn bỏ ra trước mà. Ngoài ra thì có một điều mà tôi tâm đắc nhất đối với chính sách ưu việt ba, chính sách 30 này đó là gì ạ? Quý vị mua căn hộ tại The Origami và về ở, nhận nhà về ở và tắm rừng mỗi ngày, cũng như là quý vị mua căn xốp khối đế Origami đi vào cho thuê, đi vào sử dụng hay là đi vào kinh doanh sử dụng, thì sau ngày nhận nhà 1 năm quý vị mới phải bắt đầu trả góp qua ngân hàng. Còn từ thời điểm quý vị mua cho đến sau ngày nhận nhà 1 năm thì chúng ta hoàn toàn không phải trả gì hết, chúng ta không phải trả đồng vốn nào hết, mà chúng ta vẫn có thể dọn nhà về ở trong vòng 1 năm. Và sau 1 năm đó thì chúng ta mới bắt đầu trả góp qua ngân hàng. Và trả góp qua ngân hàng thì hàng tháng, cái số tiền hàng tháng trả hàng tháng rất là nhẹ nhàng, không có áp lực tài chính, bởi vì là cái thời hạn vay nó đã được kéo dài lên đến 35 năm thưa quý vị. Nên là chúng ta sẽ rất là nhẹ nhàng để có thể sở hữu được sản phẩm của được Origami. Không những thế thì ưu đãi trồng ưu đãi, hiện nay nếu quý vị mua sản phẩm ở The Origami thì quý vị sẽ được tặng một voucher để mua xe VinFast lên đến giá trị là 200 triệu đồng. Có nghĩa rằng đối với quý vị chỉ cần bỏ ra một số vốn không lớn, một số vốn nhỏ thì có thể sở hữu ở nhà VinHome, đi xe VinFast, sở hữu cái cuộc sống trong mơ. Ngay cả quý vị là thuộc Gen Z năng động trẻ trung, quý vị cũng hoàn toàn có khả năng sở hữu cho mình một cuộc sống trong mơ như thế quý vị ạ. Có tuyệt vời không ạ? Và ông bà ta có một câu nói, đó chính là đi thì hỏi già mà về nhà thì hỏi trẻ. Trẻ con nó có một cái tâm hồn trong trắng, nó là một tờ giấy trắng nên nó sẽ phản ánh những cái gì mà trung thực nhất, những cái gì mà tâm hồn nó mong muốn. Và trẻ con nó rất được mong muốn được ở tại dự án đại đô thị VinHome Park, bởi vì ở đây chúng tôi có một môi trường sống tốt, nơi các em có thể được phát triển cả về thể chất và tinh thần, nơi mà ươm mầm tinh hoa cho các công dân toàn cầu. Và có thể nói rằng tại thời điểm này thì chúng ta mới nhận ra rõ ràng hơn cái giá trị của một môi trường sống tốt, của một cộng đồng tinh hoa, nó giá trị như thế nào đối với cuộc sống của chúng ta, phải không ạ? Và không chờ đợi gì nữa quý vị ạ, hiện nay dự án The Origami của chúng tôi đã đi vào những giai đoạn cuối cùng trước khi bàn giao. Những căn hộ ở The Origami chuẩn bị bàn giao cho quý khách trong vòng một vài tháng gần đây nữa thôi. Và đây là hình ảnh vườn nhật cũng như là các căn hộ đang trong quá trình hoàn thiện những khâu cuối cùng quý vị ạ. Có nghĩa là chúng tôi đã sẵn sàng để mang vườn nhật, mang những tinh hoa của Nhật Bản, của VinHome đến cho quý vị. Chúng tôi đã sẵn sàng rồi. Còn quý vị thì quý vị đã sẵn sàng chưa ạ? Quý vị đã sẵn sàng nhận thông điệp của vũ trụ, chọn vườn nhật để tắm rừng mỗi ngày, đắm mình vào một miền thiên nhiên tuần thuần khiết thưa quý vị, để cho vườn nhật dẫn lối đến tinh hoa của đất trời. Và tôi nghĩ rằng quý vị ngồi đây với tôi ngày hôm nay theo dõi chương trình trực tuyến của chúng tôi thì quý vị có thể là những khách hàng của chúng tôi ở miền Nam, ở miền Bắc, ở miền Nam, ở miền Trung hay là miền Đông, miền Tây, thì tất cả chúng ta cùng đồng ý với nhau ở một điều, đó chính là cái môi trường sống tốt, cái cộng đồng tốt, nó sẽ là những cái nhân tố quyết định đến giá trị sống cũng như là chất lượng sống của cuộc sống của chúng ta, đúng không ạ? Và nếu mà như thế thì còn chần chừ gì nữa mà quý vị không chọn lựa The Origami của chúng tôi. Hãy để cho vườn nhật của chúng tôi dẫn lối. Quý vị hãy mở ban công xanh mát của mình ra để đón nhận một thiên đường xanh mát phía bên ngoài. Hãy chọn The Origami của chúng tôi. Và có lẽ là tôi xin kết thúc bài giới thiệu của mình ở đây. Và tôi kính chúc quý vị, những nhà đầu tư thông thái, những con người yêu thương thiên nhiên, mong muốn sở hữu cho mình một môi trường sống tốt, quý vị sẽ chọn được cho mình một sản phẩm ưng ý nhất tại dự án The Origami của chúng tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn ạ.
Xin được cảm ơn những phần trình bày vô cùng tường tận của bà Lưu Mỹ Ngọc, là Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Bất động sản Vinhill, là một trong 62 đại lý phân phối chính thức của Vinhome Fanpark. Vâng ạ, thưa tất cả quý vị khách quý, chúng ta rõ ràng đã có được đó là cơ hội đầu tư an toàn và sinh lời bền vững cả trong và sau mùa dịch. Và cơ hội này đã vô cùng rõ ràng đúng không nào, với Tree Origami Vinhome Fanpark. Và dĩ nhiên là các chuyên viên kinh doanh của chúng tôi vẫn luôn luôn túc trực trong xuyên suốt mùa dịch để sẵn sàng hỗ trợ cho tất cả quý vị khách quý. Và dĩ nhiên là những thẻ VinID gift card 2 triệu đồng cũng đã sẵn sàng để được trao cho quý vị thông qua những phần mini game tiếp theo dành cho tất cả quý vị khách quý. Bây giờ xin nhắc lại một lần nữa, đó là sắp tới thì chúng ta sẽ có thêm 5 thẻ VinID gift card 2 triệu đồng để trao dành cho quý vị. Và thể lệ để quý vị tham gia mini game như sau ạ, Vĩnh Phú sẽ đọc thêm một lần nữa dành cho những vị khán giả nào, những vị khách quý nào vừa vào hay là chỉ vào khi mà phần chia sẻ của chị Ngọc lúc nãy. Và kể cả xin phép là quý vị khán giả vẫn sẽ giữ tab livestream này để nhận về cho mình thêm cơ hội để nhận những thẻ quà tặng 2 triệu đồng quý vị nhé. Đầu tiên đó là người chơi là quý vị khách quý sẽ đảm bảo trả lời đúng đáp án, đúng cú pháp trong thời gian nhanh nhất. Và chúng ta hãy comment ngay tại livestream này của sự kiện. Cú pháp như sau à, quý vị có thể soạn sẵn đó là họ tên, gạch ngang số câu hỏi và đáp án ABC. Ví dụ Nguyễn Văn A, gạch ngang 1A dành cho câu số 1. Đấy, và chúng ta cứ tuần tự, chúng ta đang chuẩn bị đến bộ câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi 6, 7, 8, 9 và 10. Điều kiện nhận thưởng như sau, đó là người có câu trả lời đúng và theo cú pháp cũng như là nhanh nhất theo ghi nhận của ban tổ chức. Chúng tôi sẽ công bố tên người trúng thưởng trên fanpage khi kết thúc chương trình. Và ban tổ chức sẽ liên hệ theo tên nickname Facebook đã comment trúng thưởng để trao giải. Và lưu ý đó là chúng tôi sẽ đối chiếu đúng trên tên chứng minh nhân dân hay là passport hay là căn cước công dân của quý vị. Nên khi comment trả lời thì rất mong là quý vị sẽ nêu thông tin chính xác của mình để đảm bảo đó là chúng ta sẽ nhận được giải thưởng sau. Lưu ý là do đường truyền tại mỗi địa điểm kết nối của quý vị có thể sẽ có tốc độ khác nhau ạ. Nên có thể hiển thị không comment nên có thể hiển thị không đồng nhất về comment giữa các máy. Và kết quả chúng tôi xin phép sẽ được căn cứ theo đúng kết quả từ máy chủ và tổ chức. Mỗi khán giả chỉ nhận tối đa một giải thưởng, và nếu như quý vị đã trúng giải câu trước thì câu trả lời tiếp theo chúng tôi xin phép sẽ lấy người trả lời đúng gần nhất, ngoại trừ những người đã trúng giải trước đó, để chúng ta sẽ có thêm nhiều những vị khách quý cùng tham gia chương trình ngày hôm nay để nhận được những thẻ quà tặng VinID gift card 2 triệu đồng. Và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với lại những câu hỏi trong mini game phần 2, và thêm nữa rõ ràng là những thẻ quà tặng VinID gift card 2 triệu đồng cho quý vị ạ. Câu số 6 có nội dung như sau, hãy nhớ quý vị nhé, đầy đủ họ tên quý vị, gạch ngang và đáp án là 6, A, B hoặc C. Chúng tôi chỉ có 3 đáp án để quý vị lựa chọn mà thôi. Câu số 6, diện tích của đại đô thị Vinhomes Fanpark và diện tích của đại công viên Grand Park là bao nhiêu hecta? A, 270 hecta và 34 hecta. B, 271 hecta và 36 hecta. Và C, 272 hecta và 36 hecta. Bắt đầu. Thôi ạ. À, diện tích của đại đô thị Vinhomes Fanpark và cả đại công viên Fanpark thì chỉ như là những dữ kiện này cho thấy đó là phải trên 200 hecta dành cho đại đô thị. Nhưng mà con số chính xác là bao nhiêu? 270, 271 hay là 272? Hơn nhau chỉ có 1 hecta mà thôi. Và sẽ quyết định đó là thẻ quà tặng VinID gift card 2 triệu đồng sẽ thuộc về quý vị khách quý nào. Xin nhờ các anh chị chuyên viên kinh doanh đang theo dõi livestream cùng với lại khách hàng của mình sẽ hỗ trợ ngay dành cho quý vị khách hàng để có thể mang thêm những phần quà đặc biệt dành cho quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Nhấp nháp ly cà phê, trả lời một câu hỏi và nhận về thẻ quà tặng 2 triệu đồng may mắn dành cho quý vị ạ. 270 hecta, 34 hecta, A. 271, 36 đáp án B. Hay là 272, 36 đáp án C. Và chúng ta còn 5 giây ạ. 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Diện tích của đại đô thị Vinhomes Grand Park thưa quý vị đó là 271 hecta. Vậy thì mặc định diện tích của đại công viên Grand Park 36 hecta, đáp án 6B. Chúc mừng quý vị khán giả đã nhận được thẻ quà tặng VinID gift card 2 triệu đồng. Chúc mừng. Và tiếp theo nha, chúng ta sẽ đến ngay với câu số 7 để đỡ mất thời gian của quý vị. The Origami, đủ quý vị nhé, có tổng cộng bao nhiêu tòa căn hộ ạ? A, 20 tòa. B, 21 tòa. Và C, 22 tòa.
Bái một. Chúng ta sẽ có 20 tòa tổng cộng thì vì origami, hay là 21 tòa, hay là 22 tòa căn hộ khác nhau. Và rõ ràng là số lượng tòa căn hộ này đã thể hiện được sự to lớn của đại đô thị Vinhomes Grand Park, cùng với là những tiện ích hay là đại công viên Grand Park để mang đến một không gian sống tuyệt vời nhất, và có thể nói là một không gian sống hoàn hảo dành cho quý vị. Và như là những thông tin từ đầu chương trình đã được chia sẻ bởi Sát Hưng, với đại diện đến từ tập đoàn Mitsubishi, cũng như đó là chị Mỹ Ngọc, một trong 62 đại lý phân phối của chúng tôi, những đại lý vô cùng xuất sắc để hỗ trợ cho tất cả các vị khách quý, thì quý vị sẽ thấy rất rõ là về cơ hội đầu tư an toàn, sinh lời bền vững cả trong và sau mùa dịch tại Vinhomes Grand Park ạ. Và bây giờ là chúng ta sẽ còn 10 giây nữa để nghe câu trả lời này. Thì Origami có tổng cộng bao nhiêu tòa căn hộ? 20, 21 hay là 22 tòa? 3, 2, 1, hết giờ. Thưa quý vị, chúc mừng quý vị khán giả nào đã có câu trả lời đó là 7B, 21 tòa căn hộ. Đó là số lượng tòa căn hộ tại The Origami. Chúc mừng quý vị khán giả, quý vị khách quý đã nhận được về cho mình đó là thêm một thẻ PIN ID gift card nữa. Chúc mừng quý vị. Câu số 8, chúng ta sẽ còn 3 câu nữa nha, là 3 thẻ PIN ID gift card cho quý vị nữa, 2 triệu đồng ạ. Thưa quý vị, câu số 8 có nội dung như sau. Khách hàng sở hữu căn hộ The Origami tại thời điểm này, quý vị sẽ được vay tối đa là bao nhiêu phần trăm, và thời gian hỗ trợ lãi suất cho quý vị là bao nhiêu lâu? Rất đơn giản. A. 100% trong 20 tháng. B. 70% 18 tháng. Và C. 80% 24 tháng. Bắt đầu. Đây, rõ ràng là đối với những lại quý vị khách quý nào, quý vị khách hàng nào đang muốn tìm hiểu về những sản phẩm tại The Origami Vinhomes Grand Park để trở thành một kênh đầu tư cho quý vị và mang lại về những khoản lợi nhuận an toàn và sinh lợi bền vững trong tương lai, thì chắc chắn là quý vị sẽ quan tâm rất nhiều về bài toán về hỗ trợ về ngân hàng. Thì đây sẽ là câu trả lời mà quý vị sẽ cần phải nghe nếu mà quý vị đã chưa có một bạn chuyên viên hỗ trợ. Và nếu có thể thì quý vị có thể để lại thông tin ngay cả trên livestream này để các anh chị chuyên viên kinh doanh của chúng tôi có thể hỗ trợ tối đa cho quý vị khách quý. Và cơ hội đầu tư an toàn với mức tí nữa sẽ được tiết lộ về mức hỗ trợ vay tối đa bao nhiêu phần trăm và thời gian hỗ trợ lãi suất là bao nhiêu lâu sẽ tiết lộ dành cho quý vị, để mang thêm cho quý vị thêm những thông tin về The Origami Vinhomes Grand Park. Rồi ạ, chúng ta có 5 giây cuối cùng nha. Thưa quý vị, 3, 2, 1, hết giờ. Xin chúc mừng đáp án của câu trả lời này đó là A. 100% và 20 tháng. Đó chính là những chính sách vô cùng đặc biệt mà The Origami Vinhomes Grand Park xin dành cho quý vị khách quý, những nhà đầu tư về một cơ hội đầu tư an toàn và sinh lời bền vững trong tương lai. Chúc mừng quý vị đã trả lời thành công câu hỏi này, cũng như là sẽ sở hữu một sản phẩm tại The Origami Vinhomes Grand Park và có một cơ hội đầu tư an toàn, sinh lời bền vững và một cơ hội đầu tư thành công dành cho quý vị trong tương lai. Và câu hỏi số 9 tiếp theo có nội dung như sau. Chúng ta sẽ còn 2 thẻ PIN ID gift card sẽ quà tặng dành cho quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Chính sách bán hàng đặc biệt nhất của Vinhomes Grand Park ngay tại thời điểm này là gì? A. Vinhomes Specialty. B. Vinhomes Priority. Và C. là Vinhomes Property. Bắt đầu. Rõ ràng là từ trước đến nay, khi mà Vinhomes Grand Park có sự xuất hiện đã có rất nhiều những chính sách bán hàng ưu đãi, cũng như là những chính sách vượt trội để dành cho quý vị khách quý, dành cho quý khách hàng của chúng tôi. Nhưng mà tại sao chúng tôi lại nói đây chính là cơ hội an toàn đầu tư sinh lời bền vững? Bởi vì với sự hỗ trợ của những chính sách bán hàng này, chính sách bán hàng chúng tôi xin phép gọi là đặc biệt và ưu việt dành cho quý vị, sẽ mang đến cho quý vị những cơ hội đầu tư đúng nghĩa là chắc chắn trong thời điểm hiện tại và cả thời gian sau dịch, để mang về cho quý vị lợi nhuận đầu tư cao nhất tại The Origami Vinhomes Grand Park. Vậy thì chính sách bán hàng đặc biệt nhất của Vinhomes Grand Park trong thời điểm này tên là gì? Vinhomes Specialty, hay là Vinhomes Priority, hay là Vinhomes Property? Xin mời quý vị sẽ trả lời nhé. Họ tên, cú pháp, gạch ngang. Và đáp án câu hỏi này đó là chính
A, B hay là C? 3, 2, 1. Xin hết thời gian. Đáp án chính sách bán hàng đặc biệt nhất của Vinhomes Grand Park ngay tại điểm này đó là Vinhomes Priority 9B. Chúc mừng quý vị. Rồi, chúng ta sẽ còn một thẻ VinID gift card nữa, 2 triệu đồng quý vị nhé. Tất cả những câu hỏi này đều mong muốn có là hỗ trợ và nhắc lại về những thông tin đặc biệt mà chương trình ngày hôm nay muốn chia sẻ đến quý vị thôi ạ. Dành cho quý vị câu số 10, thẻ quà tặng VinID thứ 10 trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúc cho quý vị có một buổi sáng thật may mắn. Một trong 3 không của chính sách Vinhome Priority là gì? A. Không áp lực tài chính. B. Không chứng minh thu nhập. Và C. Không vay. Xin mời, bắt đầu. Xin mời quý vị. Một trong 3 không đã được chị Mỹ Ngọc chia sẻ trong phần trình bày trước đó, chắc chắn là quý vị cũng đã hiểu rõ đúng không nào? Vậy thì chúng ta sẽ may mắn dựa vào thời gian cũng như là cú pháp quý vị soạn sẵn có đúng hay không, nên hãy kiểm tra lại cú pháp có chính xác về tên họ theo thông tin cá nhân của quý vị, gạch ngang, và đáp án đó là câu số 10 A, B hoặc C. Một trong 3 không của chính sách Vinhomes Priority đó là gì? A là không áp lực tài chính, B không chứng minh thu nhập, và C là không vay. Thì câu trả lời là đáp án nào? Mời quý vị. Chúng ta sẽ còn 10 giây nữa. Và đây là thẻ quà tặng VinID Gift Card, có thể đó là cuối cùng trong buổi sáng ngày hôm nay. Tuy nhiên là cơ hội vẫn còn nha thưa quý vị ạ. 3, 2, 1, hết giờ. Và thưa quý vị, câu hỏi số 10, một trong 3 không của chính sách Vinhomes Priority đó chính là không áp lực tài chính. Không hề có áp lực tài chính gì dành cho quý vị, bởi vì chúng tôi mang đến cho quý vị một cơ hội đầu tư chắc chắn nhất. Xin chúc mừng quý vị khán giả đã chọn đáp án đó là 10A. Phượng xin được chúc mừng những chủ nhân tiếp theo của những thẻ quà tặng VinID Gift Card trị giá là 2 triệu đồng, cũng như đó là quý vị khách quý sẽ là những chủ nhân để nắm bắt được những cơ hội đầu tư an toàn và sinh lời bền vững tại The Origami Vinhomes Grand Park. Và xin lưu ý một lần nữa với tất cả quý vị khách quý đó là các chuyên viên kinh doanh và các đại lý phân phối của chúng tôi vẫn làm việc xuyên suốt trong thời gian này để có thể hỗ trợ dành cho tất cả quý vị khách quý để tối đa hóa về kênh đầu tư của quý vị tại The Origami Vinhomes Grand Park quý vị nhé. Và thưa quý vị, đến đây thì sự kiện trực tuyến Vinhomes Grand Park cơ hội đầu tư mùa dịch xin phép được khép lại. Chúng tôi xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khách hàng. Chúc quý vị có những khoản đầu tư an toàn, sinh lời bền vững tại The Origami Vinhomes Grand Park. Cảm ơn quý vị rất nhiều.